Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì nếu như mọi người thích cái video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới cái nút subscribe đăng ký kênh để xem nhiều video của gia đình Hoya Family nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Con cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn chú. Oh wow. Oh thank you. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hiện tại bây giờ đây trước mặt mọi người có một cái miếng thịt heo chuẩn bị. Ngọc muốn làm cái món heo quay dai giòn các bạn, thì xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái cách Ngọc làm heo quay dai giòn nha. Thì bây giờ Ngọc lật cái bề này lên, Ngọc rửa sạch thịt rồi Ngọc sẽ dùng cái mũi dao á, Ngọc đâm vô cái da đó, đâm cho đều để chút nữa cái da mình nó giòn. Cái này Ngọc học được một cái cách ở trên mạng á các bạn. Lần đầu tiên trong đời Ngọc làm heo quay dai giòn. Bên cạnh đây là các bạn thấy không, có một cái hũ muối, này là hũ muối đỏ các bạn, dùng Himalayan salt. Ngọc sẽ đổ bốn cái trộn đều lên. Rồi bây giờ Ngọc sẽ ướp cái bề này của thịt, sẽ rắc một chút bột tỏi. Tiêu trắng các bạn. Để cho bột gừng. Heo quay là ngũ vị hương. Ngọc sẽ ướp muối vô nha các bạn nha. Các bạn. Đó. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ trong cái lò để nướng nha các bạn. Ngọc dặn lửa là 450. Đây nè mọi người ơi, sau một tiếng đồng hồ nướng á, Ngọc lấy ra xong rồi Ngọc sẽ bỏ mấy cái muối này ra và tiếp tục nướng tiếp nữa. Đó các bạn coi nè. Muối giờ cứng ngắc luôn rồi nè. Đó. Đó. Nguyên tảng muối nè. Rồi bây giờ luồn muối xuống hết. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ lại vào trong cái lò nhỏ để Ngọc nướng trong vòng thêm 20 phút nữa các bạn, để cho cái da nó như thế nào. Đây là các bạn. Đây là các bạn. Cái da đang lên màu. Giòn lên theo từng ngày. Đây nè mọi người ơi, đây là miếng thịt heo quay của Ngọc. Sau khi cái lớp da đã được vàng ươm, bây giờ Ngọc đem ra, Ngọc để lại ở ngoài. Đó, mọi người thấy không? Đẹp không? Bây giờ Ngọc để cho nguội nguội một chút rồi Ngọc cắt ra. Giờ còn nóng lắm. Ba làm gì con? Ba mì. Ba làm gì? Ba làm xương môi. À con đang ngồi xương môi rồi, ba lấy xương môi ba đem cất á hả? Đúng mà. Con đâu có được phá cái đó đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì sau mấy tiếng đồng hồ làm chuẩn bị tất cả mọi thứ để có một cái bữa thịt heo quay cuốn bánh tráng ngày hôm nay. Thì hôm nay bây giờ món ăn đã lên bàn rồi các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên Ngọc làm thịt heo quay để Ngọc và chồng Ngọc ăn thử. Hồi nãy giờ Ngọc chưa có ăn thử nữa, để ăn thử coi cái vị nó như thế nào và mình cần thêm bớt hay là
thay đổi cái cách gì đó. Nếu mà trong cái video các bạn có cách nào hay hơn á, thì các bạn hãy cho Ngọc một cái comment ở dưới để Ngọc có thể hoàn thiện hơn cái bữa ăn ngày hôm nay nha. Ok, bây giờ là thumbnail picture. 1, 2, 3. Cheese. Cơ có ngăn bả không? Bả không? Cheese. Rồi. Okay, this is the first time I make this. Oh, okay. Like a crispy pork. Oh, okay. With the really crispy skin, so try it. Sure. Rồi bây giờ Ngọc cũng bánh tráng nha mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. You wanna roll too? Of course. Oops. Bánh tráng này á, bởi trời lạnh á, cái để giòn quá cái mình bóp, mình bẻ cho nó thấy ra cái nó bị How is it, baby? It's really good. It's really crispy, so be careful you don't cut your mouth with it. Chồng Ngọc anh nói á hả, nó giòn lắm. Nên là phải cẩn thận, đừng có để mà giò là nó có thể là làm đứt lưỡi, đứt miệng luôn. Giòn gì giòn dữ trời. Đó, bây giờ Ngọc, Ngọc cuốn với bánh hỏi các bạn. Ngọc mua bánh hỏi xong một về Ngọc vẽ đông đá đó, cái Ngọc hấp lên. Đó, rồi có xà lách nè, hấp vô hấp nè. Rồi, xà lách. Rồi có diếp cá, rồi Ngọc có bạc hà. Ủa rau thơm chứ lộn, bạc hà. Bạc hà để ăn canh chua. Bắp bò cái gì? Bắp bò. Cái này á, những cái thứ này đó là Ngọc mua lúc mà Ngọc mua đồ dự trữ á các bạn. Là tới giờ là Ngọc cũng chưa có phải đi chợ lại luôn đó. Và cũng được cỡ khoảng một tuần lễ rồi đó. Đây cái cuốn Ngọc hôm nay nhỏ nhắn xinh xắn các bạn ha. Mời tất cả mọi người nha. Thử coi. Thôi, trước hết phải thử miếng thịt heo không trước đã thì mình mới ấy được, chứ mà còn cuốn vô mình đâu có biết đường đâu. Thịt mềm thơm thơm y như thịt heo quay ở ngoài thiệt luôn á. Cái da của nó giòn nhưng lại bị cứng. Làm sao ta? Wow. Ở trong á nó không bị khô. Mềm, ở trong mềm. Đã lắm. Mùi y như thịt heo quay luôn. Nhập lên bên bạn. Really good. Cái mà ngon nhất là ở bên trong á, nó còn mọng nước, mềm thiệt là mềm. Tại vì ba rọi á, cái mình ăn được cái miếng thịt mềm, cái ăn được thêm những miếng mỡ nữa, rồi cái miếng da nó giòn nữa. Cái muối này ướp lên cái da, nó làm cái da mặn. Có bắt kiện. Là bắt cửa bắt kiện. Ở trên trên hall vậy. Tự nhiên Ngọc bắt đầu thích cái kiểu mà bánh tráng uống với lại bánh hỏi hơn rồi. Ngọc cảm thấy vậy đó. You want one more, baby? Mm-hmm. Ngọc thích cái kiểu mà bánh tráng uống với bánh hỏi. Cái kiểu nó đặc hơn, chứ nó không có bị mà lỏng lẻo y như là bún. Wow. Nếu mà cho Ngọc đánh giá, Ngọc cần cái da, Ngọc cần biết được cái tại sao cái da nó giòn nhưng mà nó lại bị cứng. Các bạn hiểu không? Khi mà các bạn ăn, các bạn đã từng ăn nó miếng thịt heo quay rồi thì tại sao cái miếng thịt heo quay cái miếng da của nó hơi cứng, nó giòn mà nó cứng. Hỏi Ngọc mua bánh hỏi này về á, tại vì á bữa anh bảo anh ăn bánh hỏi, anh bảo là anh Ngọc á, cái kênh YouTube là Huỳnh Trí Bảo á, ảnh mua về ảnh làm bánh hỏi nước cốt dừa, cái kiểu của dưới quê của Ngọc á, cái Ngọc thèm, cái Ngọc mua bánh hỏi về Ngọc để dành luôn, để dành cái có thèm cái ăn, cái làm lẹ nhanh lẹ dễ. Chay có con ghê đằng kia, ghê kìa. Thì ghê sau lưng chay kìa.
Ghê 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 ghê. Đó ghê ghê đó, lại đó đi, đứng đó đi. Không đứng nữa, ừ không đứng nữa, lại đây ngồi với mẹ, để lên. Ghê ghê. Để lại lên. Ghê ghê bắt bây giờ. Có sợ không, ghê ghê lắm cô chú. Ghê ghê đó. Trời ơi, cuốn này bự dữ à. Không mà tự nhiên cái mình làm được thịt heo quay ở nhà. Con gì á? Hả? Con gì á? Con gì gì? Đó, sợ chưa? Con gì á? What is your sucker taste like? Nhưng mà giờ này Ngọc nghĩ là không, Ngọc nghĩ là cái thường thường Ngọc hay mua cái thịt heo quay ở chợ á. Nhưng mà Ngọc nghĩ là nay không bán đâu. Nhưng mà cái này á xả đá nào tối hôm qua. Cái sáng nay rửa lau sạch sẽ, ướp một chút cái là nướng lên chỉ cần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ là xong, có đồ ăn. Thật sự cái cảm giác á, mà có tiền đi mua cái miếng thịt heo quay là về ăn cuốn bánh tráng, nó không đã bằng cái cảm giác mà mình tự làm ra xong giờ mình ngồi ăn, nó đã hơn nhiều, nó ý nghĩa hơn nhiều. Thì cái ngộ ha mấy bạn ha. Trong khi đó mình cũng đi làm kiếm tiền để mình mua thịt heo quay chứ bộ, mà nó không đã mà mình tự làm ra cái gì đó. Bởi vậy á, cái đồng tiền mà mình tự làm ra nó đã hơn nhiều, rồi mình lấy mình xài á, nó đã hơn nhiều là mình xài đồng tiền của người khác. Cái đó là cái ý kiến của mình. Crunchy. Good quá. Cây bây giờ chạy lung tung cho bằng hả? Can't sit still. Hôm nay ngoài trời là một ngày mưa. Been raining all day. Hiện tại bây giờ Ngọc đang ngồi ăn á là 2:10 trưa các bạn. So at 2:00. Time goes, time flies when you're not doing anything. Just staying at home quarantine. Không biết sao mở nhà mà sao thấy thời gian cho qua lẹ dữ vậy, không biết. Thiệt luôn á, hay là tại vì do Ngọc bận rộn quá. Còn mọi người ở nhà, mọi người có thấy thời gian qua lẹ không, hay là quá chậm? Chứ Ngọc là Ngọc thấy qua lẹ đó. I was like, oh, it's a little salty. I'm like, oh yeah, because you put a bunch of Himalayan salt on the crust. Yeah, but it's an acceptable saltiness. Yeah. Mặn, nhưng mà cái mặn, chào mà nó hơi mặn nhưng mà do tại vì là anh nhớ là Ngọc có bỏ muối lên cái miếng da. Đã quá. Mọi người nhớ cho Ngọc thêm kinh nghiệm nha mọi người. Tự nhiên nay làm thịt heo quay. Quay lại với cái chủ đề mà you want one more. Two is good. Just eat the meat first. I'm okay. Lại cái chủ đề mà mình tự làm ra cái gì á, cũng giống như là cái đồng tiền mình tự làm ra mình xài á, nó đã lắm, nó ý nghĩa đó, hơn là mình ví dụ như tiền mình làm ra mình đi mua cái đồ dài mình mang. Khi mình mua đồ dài đó mình về mình biết trân trọng nó hơn là mình ngồi đó mình xin tiền một người nào đó, xin tiền ba, xin tiền mẹ cho ông tiền mua đồ dài. Mình không có biết trân trọng bằng cái đồng tiền mà chính mình bỏ ra. Sau cuộc đời lúc nào cũng như vậy đó, cái gì mà mình tự làm ra mình biết quý, mình biết trân trọng nó hơn là cái mà người khác cung cấp cho mình, cho mình. As you guys can see, it's blue now. I purchased some other ones and I left mine out in my work van. Oh, my green one that got us. Julia. Oh. Julia, thank you, Julia. By the way, these are awesome. That I went and picked up a couple more just. Chồng Ngọc anh nói là ảnh mua thêm hai cái chai đó, tại cái tan chai màu xanh của ảnh là ảnh để ngoài xe để đi làm uống, còn cái này là để trong nhà uống. Blue's more my color anyway.
Anh nói cái chai đó, màu xanh đó là Út mua, Út của chay mua. Rồi cảm ơn Út của chay. Mới đầu á nó mua, Ngọc kêu chồng Ngọc xài, không xài. Baby, you remember you didn't want to use it at the beginning. Yeah, you was like so against it. Ngọc nói là sao mới đầu mua không chịu xài, giờ tự nhiên đi tự động mình very đi mua. It. Yeah, you were very against it. Rồi tự động bây giờ đi mua xài cũng chả hiểu nổi luôn. Cái Ngọc đi đi mua về, cái Ngọc nói ủa gì tự nhiên mua nữa đây. Cái nói là muốn mua thêm. Thích tại vì nó it because it stays cool, right? Yeah, I like my water cold. Yeah, tại vì anh thích cái nước của ảnh lạnh á mọi người. Nên là cái này á bỏ được lạnh, mà lạnh lâu lắm, lạnh tới chiều luôn, lạnh 8 tiếng luôn. So, yes, thank you for getting me on the thermal flask. It works good. It's only had water in it. Maybe you can say it with her, you can tell her tonight. When we talk on the phone. Yeah. Oh, I'll tell her. Yeah, you'll tell her. I'll try to remember to tell her. Trời ơi, cái cuốn này cuối cùng à. Sao cuốn lâu quá, cuối cùng giờ nó banh sát cái cuốn the luôn. Worst roll ever. Banh sát luôn. Đó, rồi nãy nó nãy giờ nó cứ bị ngắt đoạn hoài. Chắc mình cái gì mà mình làm á mà mình thấy ý nghĩa hơn, chắc tại vì do là mình làm ra mình biết được cái sự cực khổ của nó như thế nào, mình biết được cái niềm đam mê, cái sự bỏ ra của mình như thế nào, nên mình biết trân trọng cái đó hơn. Nên là mình thấy cái cuộc sống nó ý nghĩa hơn nữa. Nên là mọi người ai mà có thể tự làm được cái gì cho mình thì mình nên tự làm. Để mình có thể quý nó hơn, mình có thể biết được cái ý nghĩa của nó nhiều hơn. I gotta check the mail today. I haven't checked the mail since Corona. I gotta take out all that garbage too. Wish it wasn't a rainy day. I'm worried about going outside when it's raining because it's cold and raining. That equals easily to get sick. Mm-hmm. We gotta take your shots today too. Oh, not right now. I just ate lunch. I'll take it. I wanna relax. I just finished that whole thing of orange juice. Chồng mà anh nói là chút nữa anh đi phải đi ra cái thùng mail á ở ngoài đằng đây nè để anh kiểm tra có thư từ gì tới không, chứ bữa giờ mấy tuần rồi không có đi kiểm tra thư từ. Bây giờ đi ra ngoài á, thật sự là đi ra cái ngoài thời tiết lạnh với lại mưa, anh sợ là bị cảm bệnh nhiều hơn là bị corona. Có những cái video mà Ngọc đăng lại ở trên kênh Facebook á các bạn. Ngọc muốn nói với tất cả mọi người một cái điều này là những cái video mà Ngọc đăng ở trên kênh YouTube của Ngọc á, vài ngày sau hoặc là một tuần sau hoặc là 10 ngày sau Ngọc sẽ đăng lại cái video này trên cái trang fanpage Cuộc sống Mỹ ở Michigan của Ngọc. Nên là khi mà mọi người coi cái video này ở trên Facebook á, thì có nghĩa là nó đã được ra lâu rồi. Nên là chắc mọi người không có biết, không có hiểu được điều đó. Nên là khi Ngọc đăng cái video mà đi chợ, đi đồ á, mà cách đây lâu rồi đó, thì mọi người ở trên Facebook không có biết, nghĩ là hiện tại bây giờ Ngọc mới vừa đi xong mà không có chịu đeo khẩu trang, không có chịu đeo bông tai, không có chịu làm cái gì hết. Nói gì vậy? She's asking me for more candy. Lên đi, lên đây ghế, lên ghế ngồi, nãy giờ cô chú không thấy con. If you sit there and be a good girl until the rest of the video, we'll make you Rồi với lại á, có một vài anh chị á nói là sau lâu ra video quá mà anh chị đó trên Facebook á, thì ngày nay em cũng ra video ở trên kênh YouTube của mình hết á. Nếu mà anh chị muốn xem video ra thường xuyên mà mỗi ngày á, anh chị có thể vào kênh YouTube Hoya Family Cuộc Sống Mỹ, thì anh chị có thể coi mỗi ngày. Còn mà ở trên Facebook thì em sẽ đăng em dài ngày, hoặc là có từng lễ em mới đăng lên lần. Ngồi xuống giùm mẹ cái con. Con có sợ con ghê ghê không? Dạ. Ừ, dạ, sẽ sợ thì ngồi xuống. She's like all done. And she said, I would like some more candy. Said, I'm not going to give you some more candy right now. She go get the stick and finish off the little bit that's on the stick. Khoái ăn kẹo gì đâu. Oh, there's a little bit more. Xin đòi xin thêm cây nữa đó cô chú. Đọc ăn miếng này nữa rồi thôi đó, no rồi đó.
bánh bánh hỏi là màu màu non. Get it all. Got the candy? Okay, thank you. You see the fish? Oh, okay. They're right there. Okay. They are fish in your body. Oh. Uh-huh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bà nghe nhắc tới cá Lộc mới nhớ. Trong video thì thường mọi người hay nghe cái tiếng gì, đúng không? Cái tiếng kiều kiều, cái tiếng của oxy hồ cá. Mà bây giờ Ngọc không biết làm sao, làm cách nào để cho khỏi bớt cái tiếng đó. Nhiều lúc Ngọc biết cái tiếng đó nó cũng làm khó chịu cái lỗ tai của mọi người lắm. Nhưng mà Ngọc không biết làm sao, tại vì cái oxy cứ chảy miết lên chừng biết làm sao. Chừng làm năm chừng. Rồi thôi nha, đứng lên đừng có nắm áo kéo mẹ nữa. Ngày nào con cũng nắm con kéo áo mẹ, mày mệt quá chay. Kỳ lạ ghê. Hiểu rồi, cô biết. Rồi, bây giờ nè, hát cho cô chú nghe bản đi. Baby Senior. Baby Serena. Rồi, thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người cho Ngọc một cái lời khuyên là làm sao để cho da giòn nhưng mà không có bị cứng. Cái lý do mà nó bị cứng là sao ta? Không nghĩ nổi ta, nghĩ hoài không ta. Thì cảm ơn mọi người đã lúc nào cũng yêu thương và ủng hộ những cái video clip của gia đình. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. Chơi nhìn này chơi. Quá, nó đàn violin lắm. Ok, hát nha. I love it when you call me. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is chulalala. Use it the microphone. Coming for you. Means something to you. Rồi thôi nha, bye bye cô chú nha. Bye bye.